Ôi Anh vỡ mõm đây rồi. Đùa chứ tâm Đuối tao rồi đấy, mày. bắt đầu đuối rồi, cho nó ngáp vào đuối rồi đấy. À, ở mồm hay sao? Ngáp vào sao, ngáp vào sao? Ngáp vào thôi đấy. Cố em đi vào chỗ nào? Anh vào mồm rồi. Mồm hay sao? Mồm rồi. Vào nữa. Vào chỗ này. Gọi xuống đây. À, chưa chịu, nó chưa chịu. Nó chưa chịu. Đưa đưa phải nhịp nữa. Kéo nó quấn thuyền anh Ngân. Xem nó đóng thế nào đã. Đóng vào má ấy ạ. Không to lắm. Con sau mới to, con này nhỏ. Con này con em chứ ạ. Con anh của nó, tao biết rồi. Chặt tay lắm. Mấy này có hay lừa mày lừa ấy. Mẹ cả đêm ngủ đây ngồi chứ không biết. Ngồi mới ngồi được tí thôi. À, câu chấm đen nó phải có số. À, nó phải nhiều thịt chó cúng. Chú là nhiều thịt chó nhất đúng không? Đấy, quay dưới này, quay con này nó nổi ra. Cảm giác phê không ba? Uầy, thích thế. Lâu lắm rồi mà thích thế. Nhìn cần tôi cong tớ này. Quay cả cái đầu cần đấy. Quay cả đầu cần. Thế tao cũng bảo rồi, ông chỉ chờ đợi đến 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 giờ phút này thôi. Còn bằng ấy lâu ông chờ đợi rồi. Lâu rồi ông không câu được. Không có bảo. Hướng này đừng để vào bờ. Đánh canh này. Đừng để nó vào bờ. Không. Đi nó lên khỏi mặt nước đã, cho nó ngáp rồi nó mới mệt. Ngáp phát là hết không khí đúng không mày? Ờ. Ngáp nó. Đấy, mệt. Đấy, quay đi. Có phải con nổi hay không? Đấy. Không phải đúng không? Không phải con nổi khá. Đấy. Đi tiếp đấy. Hành động này tí. Tiếp chứ. Cái này đấy. Các bạn ơi đây đấy. Đây. Kéo ném đầu anh Ngân. Cái gì vào đây rồi? Nhanh. Ê. Đừng có chạm vào những cái. Rồi, cái này em biết rồi, cái này em cũng không có kinh nghiệm rồi. Lông nhím. Lông nhím. Nhím. Anh Hà tránh ra quay cái cần của bác nó cong thần. Cần thì cần kia mới là cần mới à? Con này chắc khoảng được 20. Không được. 15, 16. Cháu ơi, cẩn thận nhá, đầu nhá. Vào một cái để chú đi nhá. Rồi. Thôi chết rồi, không được rồi. Rồi. Lên bờ rồi. Tuột rồi chú ạ. Ủa mày thế. Ôi bánh ăn... ăn có một cái thôi. Chú ta còn cái tam thôi. Chụp ảnh phát ra. Tạm dừng nha. Thử xử lý máy ảnh, chuyển về máy ảnh. Chuyển về máy ảnh.